Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NMTV. Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2020, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Pháp đáp trả Trung Quốc vụ nâng cấp tàu chiến Đài Loan, hãy tập trung chống dịch. Sau khi Trung Quốc lên tiếng về vụ Pháp nâng cấp tàu chiến cho Đài Loan, phía Pháp nói rằng họ sẽ không thay đổi lập trường và rằng các nước nên tập trung chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Ngày 13 tháng 5, Pháp đã bác bỏ các cảnh báo của Trung Quốc về việc bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan. Pháp nói rằng nước này đang thực hiện các thỏa thuận đã có và rằng Bắc Kinh nên tập trung vào cuộc chiến chống dịch cúm tàu, theo hãng tin Reuters. Trong bối cảnh này, Pháp tôn trọng các cam kết trong hợp đồng đã thực hiện với Đài Loan và không thay đổi lập trường kể từ năm 1994. Đối diện với cuộc khủng hoảng dịch cúm tàu, tất cả sự chú ý và nỗ lực của chúng ta nên tập trung vào vấn đề chống dịch, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo Pháp về một hợp đồng giữa Pháp với Đài Loan. Theo đó, vùng lãnh thổ này có kế hoạch mua các vũ khí từ Paris, nằm một phần trong kế hoạch nâng cấp một đội tàu chiến do Pháp chế tạo mà Đài Loan đã mua cách đây 30 năm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ lo ngại nghiêm trọng và yêu cầu Pháp hủy hợp đồng nâng cấp 6 tàu hộ vệ cho Đài Loan nếu không muốn liên hệ ngoại giao giữa hai nước bị hủy hoại. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và rằng bất kỳ quốc gia nào có liên hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh đều phải chấp nhận nguyên tắc một Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Pháp nói rằng họ vẫn tôn trọng nguyên tắc này như đã đồng ý với Bắc Kinh vào năm 1994. Các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan luôn là vấn đề nhạy cảm và thường xuyên gây ra phản ứng mạnh từ Bắc Kinh. Đây không phải là lần đầu tiên gần đây giữa Pháp và Trung Quốc xảy ra một số bất đồng. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập đại sứ Trung Quốc vì những bài viết chỉ trích cách xử lý đại dịch của phương Tây. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Máy trợ thở của Nga đang bị đình chỉ, từng được gửi sang Mỹ. Dòng máy trợ thở Aventa M của tập đoàn Rostec của Nga được cho là nguyên nhân gây ra hai vụ cháy bệnh viện làm thiệt mạng nhiều người. Ngày 13 tháng 5, Cơ quan Giám sát Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Liên bang Nga cho biết Nga vừa tạm dừng việc sử dụng mẫu máy trợ thở Aventa M sản xuất trong nước. Các máy được đưa vào sử dụng từ ngày 1 tháng 4. Sau hai vụ cháy ở bệnh viện được cho là có liên quan đến hai máy trợ thở loại này. Mẫu máy trợ thở y tế có tên Aventa M được cho là có liên quan đến vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Thánh George ở thành phố Trist Peterborough vào sáng ngày 12 tháng 5, khiến 5 bệnh nhân thiệt mạng. Theo hãng tin TASS của Nga, vụ cháy ở bệnh viện tại Peterborough là do một máy trợ thở trong phòng chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân mắc dịch cúm tàu bốc cháy. Trước đó, ngày 9 tháng 5, một vụ hỏa hoạn tương tự cũng xảy ra tại một bệnh viện ở thủ đô Moscow khiến một người thiệt mạng. Các máy trợ thở gây ra cả hai vụ cháy trên đều được sản xuất ở cùng một nhà máy tại khu vực Euro. Hiện các chuyên gia của Liên bang Nga đang tiến hành kiểm tra chất lượng và độ an toàn của máy thở trong hai bệnh viện trên. Theo hãng tin Reuters, vào tháng 4 vừa qua, Nga cũng đã chuyển một số máy trợ thở cùng các thiết bị y tế khác sang Mỹ. Sau vụ việc xảy ra tại Nga, các quan chức Mỹ cho biết nước này chưa phải sử dụng đến các thiết bị trợ thở từ Nga chuyển sang. Ngày 12 tháng 5, Phó Thủ tướng phụ trách y tế của Nga, bà Tatiana Golikova cho biết các cơ quan đang điều tra nguyên nhân các vụ hỏa hoạn. Tháng trước, Rostec, tập đoàn sản xuất máy thở Aventa M, cho biết các nhà máy của tập đoàn sẽ sản xuất 6.711 máy thở để điều trị bệnh nhân dịch cúm tàu, nhưng không công bố số lượng máy Aventa M. Nga có lượng dự trữ máy thở tương đối tốt và đã tăng cường sản xuất trong nước ngay từ khi dịch bệnh bùng phát. Thưa quý vị, WHO cảnh báo virus gây dịch cúm tàu có thể không bao giờ biến mất. Dịch cúm tàu có thể tồn tại mãi như HIV, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo. Chúng ta đang chứng kiến một loại virus lần đầu xâm nhập vào loài người, vì vậy rất khó để đoán định khi nào có thể ngăn chặn được nó. Một điều quan trọng cần bàn đến đó là virus này có thể trở thành loại virus như thường thấy trong cộng đồng chúng ta và có thể không bao giờ biến mất. Reuters dẫn lời giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO, Mike Ryan cho biết ngày 13 tháng 5. Tôi cho rằng chúng ta cần phải thực tế, không ai có thể dự đoán khi nào dịch bệnh này sẽ biến mất. Tôi cho là không có gì hứa hẹn điều đó, không thể dự đoán được khi nào.
Ông Ryan nói thêm và nhấn mạnh rằng con người có thể phải chấp nhận sống chung với dịch bệnh này, giống như việc HIV chưa biến mất. Tuy nhiên, ông Ryan cũng khẳng định thế giới đến nay đã kiểm soát được phần nào cách ứng phó với đại dịch. Ông cho rằng thế giới vẫn cần nỗ lực rất nhiều, ngay cả đến khi tìm ra vaccine phòng bệnh. Hiện tại, hơn 100 loại vaccine phòng dịch cúm tàu đang được phát triển, trong đó một số loại đã được thử nghiệm lâm sàng. Song việc tìm bào chế ra vaccine thực sự hiệu quả vẫn là một thách thức lớn. Dịch cúm tàu khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái, đến nay đã khiến hơn 4 triệu người mắc bệnh và gần 300.000 người tử vong. Chính phủ các nước đang đau đầu bài toán khi nào mở cửa kinh tế trở lại và mở cửa như thế nào để tránh nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Tên lửa Trung Quốc rơi tự do, bay ngang bầu trời New York. Tên lửa đẩy trường chinh 5B của Trung Quốc đã lao xuống Đại Tây Dương ngày 11 tháng 5 sau khi gần như đi ngang bầu trời thành phố New York, Mỹ. Phần thân của tên lửa đẩy trường chinh 5B của Trung Quốc đã lao xuống Đại Tây Dương ngày 11 tháng 5, trở thành khói rác vũ trụ lớn nhất từng rơi trở lại trái đất trong tình trạng mất kiểm soát trong vòng 30 năm qua. Theo trang Spacefire Now, lực lượng không gian Mỹ cho hay quá trình tiến nhập khí quyển của khói rác vũ trụ khổng lồ diễn ra chưa đầy 15 phút sau khi gần như đi ngang qua bầu trời thành phố New York tại Mỹ. Với chiều dài 30 mét, đường kính 5 mét và nặng 20 tấn, nó có thể gây nên thảm họa trên diện rộng nếu rơi xuống khu vực đông dân cư. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ phóng thêm ít nhất 3 tên lửa trường chinh 5B trong 2 năm 2021 và năm 2022. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Tổng thống Trump gọi COVID là dịch bệnh đến từ Trung Quốc, nói 100 thỏa thuận thương mại cũng chẳng bù đắp nổi. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 5 vừa qua đã tuyên bố rằng mọi lợi ích thu được từ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc được ký kết hồi tháng Giêng vừa qua không thấm vào đâu so với những thiệt hại do thứ ông Trump gọi là dịch bệnh đến từ Trung Quốc gây ra, đài CNBC Mỹ đưa tin. Cụ thể, trong một dòng tweet được đăng tải ngày hôm qua, ông Trump cho biết, như tôi đã nói, trong một thời gian dài, đối đầu với Trung Quốc rất tốn kém. Mỹ và Trung Quốc chỉ vừa mới đạt được một thỏa thuận thương mại tuyệt vời, nhưng khi thỏa thuận này còn chưa ráo mực, thì thế giới đã bị dịch bệnh đến từ Trung Quốc tấn công. 100 thỏa thuận thương mại cũng chẳng bù đắp nổi, với từng ấy sinh mạng đã bị dịch bệnh cướp đi. Phía Tòa Bạch Ốc đã từ chối đưa ra bình luận về dòng tweet trên của Tổng thống Trump. Ngày thứ Hai, ngày 11 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Lao động Eugene Scalia đã chỉ đạo Quỹ Hưu trí Tiết kiệm và Đầu tư Liên bang ngừng các kế hoạch đầu tư vào các công ty Trung Quốc. Ông Scalia đã giải thích trong một bức thư rằng kế hoạch đầu tư hiện tại sẽ giúp các công ty được coi là đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ nhận được hàng tỷ Mỹ Kim trong Quỹ Tiết kiệm Hưu trí của nước này. Trong khi đó, các quan chức trong chính quyền ông Trump đã cảnh báo trong một bức thư khác về khả năng các công ty Trung Quốc phải chịu lệnh trừng phạt vì lý do liên quan tới sự lây lan trên toàn cầu của đại dịch khởi phát từ quốc gia châu Á này. Sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Quỹ Hưu trí Tiết kiệm đã chính thức công bố quyết định đình chỉ kế hoạch đầu tư số tiền lên đến 4,5 tỷ Mỹ Kim vào các công ty Mỹ. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.